Em thấy không khí ở đây rất là vui nhộn và cảm thấy rất là không khí Noel đến dần ạ. Em sẽ dự định đi đến đây chơi với bạn bè em ạ. Hàng năm mình với các bạn thì vẫn hay đến đây chơi Noel ạ. Và lễ hội Noel năm nào thì cũng được Aeon tổ chức ngày càng công phu và có sự độc đáo ạ, và thay đổi thường xuyên ạ. Mình thấy thì Noel mọi người thì thường hay ra với gia đình, thường hay ra đây chơi ạ. Không khí rất là vui vẻ và nhộn nhịp ạ. Cảm thấy không khí Giáng sinh đã về đến Hà Nội rồi ạ. Và thấy rất là háo hức, mong chờ đến Giáng sinh. Thì hôm nay cũng thời tiết lạnh thì cũng mong muốn là đi với các bạn xem đến đây chụp ảnh như thế nào. Thì đấy nó cũng rất là vui. Có không khí nữa và nhìn thấy mọi người lớn tuổi ở đây cũng đã chụp ảnh rồi, rất là tin. Nên là mình cũng mong muốn được chụp một bức ảnh như thế. Còn dự định thì mọi năm này hầu như là Noel mình có hay đến Royal này, rồi đi ăn với bạn bè này. Nhưng năm nay chắc là dự định là có thể là đi với công ty.